Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Út Phương Vlog nha. Sáng hôm nay Phương giới thiệu cô chú anh chị một địa điểm bán bánh canh cua bột gạo giò heo của chú anh chị ở đây. Ở đây địa chỉ 112 đường Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình nha cô chú anh chị. Sáng nay Phương đi làm chạy ngang đây thì thấy cái địa điểm này bán rất là đông nên ghé vào xin chị quay chia sẻ cho cô chú anh chị mà xem nha. Đây là không gian trước quán bánh canh cua của chị nha cô chú anh chị. Hiện tại có khách ngồi ăn khá là đông luôn, khách đang đứng chờ mua về nữa nè cả nhà. Bây giờ là tầm khoảng hơn 7 giờ sáng thôi, quán của chị đã mở bán rồi. Em chút hỏi thăm về quán của chị mở ra bán mấy giờ rồi chú chị. Đây, cái nồi bánh canh nè ha, bánh canh bột gạo, trong này còn thấy có huyết, giò heo, cua, bột gạo, có chả nữa cô chú anh chị. Cái này con thấy ghi giá là có giò là 35.000, không có giò là 30.000 cô chú anh chị. Đây, hai cái xô bên này là chả với lại cua, chả với cua, thịt cua cô chú anh chị. Đang làm hộp cho khách mang về. Cô bé bị cô giờ không cô? Thấy bên cạnh này cái nước nó hơi sệt sệt luôn chút. Cô bé chả phải không? Đúng rồi, còn tôi không cho rồi lâu rồi. Anh thấy tôi có giò không? Nắng hả? Điểm xe bằng. Vô nhà ngồi cho nó mát kìa. Ngoài đó nắng. Chị kia chị mới đi. Hai không giò hả? Ở đây mấy giờ mình dọn bán rồi hả chị? 6 giờ. 6 giờ, dạ. Mình bán buổi sáng rồi hả chị hả? Sáng 6 giờ tới 10 giờ. Dạ. Ở đây chị bán 6 giờ dọn bán rồi cô chú chị. Bán tầm tới 10 giờ. Có bịch không? Bịch hả? Bịch có hộp. À có bịch có hộp. Mua hộp mang về thì ăn luôn trong hộp cho nó tiện, khỏi chút cà tô. Bán gì có nghỉ ngày nào không chị? Giò không? Có cái giò không? Đây, giò nè. Em mua được chú mấy giờ chú? 4 phần luôn. Bán gì có nghỉ ngày nào không chị hả? Chủ nhật có nghỉ không? Chủ nhật vẫn bán ha? Dạ. Này bán suốt luôn nha cô chú chị, không có nghỉ ngày nào luôn. Và chỉ bán buổi sáng thôi. Đây một phần thì có chả, có thịt cua, có huyết, 30.000 nha cô chú chị. Chỉ làm phần đó. Có giò thì 35.000 hả chị hả? 35.000 có giò. Rất là ngon. Viên được mắm ớt. Anh ơi, giờ nào phải đây? Nào bên nào? Em phải với. Đây hấp dẫn quá. Con giò 30. Con giò 30. Cái này to xíu. À rồi rồi, rồi giá xíu rồi. Cái này là than nha cô chú chị. Để cho lúc nào nó cũng nóng. Tôi thấy cái sợi bánh canh nó rất là to luôn cô chú chị. Bánh canh bột gạo. Cái nước này nó sệt sệt sệt. Nó không có màu đỏ nha, nó không có màu đỏ giống như bánh canh cua mấy chú khác hay bán nha cô chú chị. Cái này to xíu ha. Thấy nó hơi màu hơi vàng vàng nha. Làm liên tục không ngưng tay, khách vừa ăn ở đây mà khách vừa không về nữa. Mình bán được lâu chưa hả chị ạ? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi hả chị? Mười mấy năm. Ồ. Có mười mấy năm rồi cô chú chị mà nay Phương mới biết. Nay Phương mới đi ngang đây Phương thấy. Ờ, Phương vừa mới nghe nè. Mình nói mấy nấu mấy nồi gì hả chị hả bán? À, sáng hả? Một son này 3 xô. Dạ. Ba đồ.
Tôi thấy đông vậy mà có hai người bán rồi nha cô chú chị. Thấy có hai người bán nè, đông vậy mà có hai người. Cô chị với cái anh này bán nè, đông vậy mà bán lẹ cô chú chị, nhanh. Khách cũng không có chờ lâu nữa. Chị múc rất là nhanh luôn á. Quen tay hả? Quen tay. Lẹ quá quen tay. Có người tới mua 3 4 phần luôn cô chú chị. Cho chị xíu ha. Vì họp sẵn luôn rồi. Trong này rất là nhiều giò chứ không ít. Sao bánh canh bột gạo này nó to, không có giống như bánh canh cua mình hay ăn cô chú chị. Mình thấy giá cũng ok, 30 ngàn còn cua rất nhiều. Thôi chị bỏ cua vô. Sáng hướng bên này nó bị nắng rồi cô chú chị, bị chói nắng phải không? Quay mà có bị cháy rồi cô chú chị xem thông cảm nha. Hướng của chị hồi sáng bên này là nó nắng. Đây địa chỉ 122 đường 112 đường Phạm Văn Hai nha cô chú chị, phường 2 quận Tân Bình nha. Nó nằm cách chợ Phạm Văn Hai cũng không xa đâu cô chú chị, nó nằm cách chợ Phạm Văn Hai khoảng chừng 100m à. Đi về hướng Hoàng Văn Thụ á. Cô chú anh chị xem video hay cho Phương xin một like với một đăng ký nha. Giá này 3 phần mua bỏ vô hộp riêng nha. Thank you.
bữa các bạn ơi, em lại chị bữa đó không? Món này bánh canh cua của miền Trung hay sao quý anh chị? Có bán một bán. Tôi thấy ở miền Tây họ ít có bán loại bánh canh cua này. Bánh canh cua bột gạo. Thấy bán bánh canh cua là bột lọc không à? Bánh bột gạo. Chỗ này tầm khoảng 8 giờ nó bớt nắng rồi, sáng trời chiếu thẳng qua bên này luôn nắng. Chúc Phương kiếm chỗ nào không có nắng ngồi kêu một cô ăn thử coi. Giò thì có 5.000 nha cô chú. Bán nãy giờ liên tục không nghỉ tay, bây giờ này là giờ cao điểm nè, nó dắt mà từ 7 giờ trở đi với 7 giờ sáng. Rồi chị là dính nồi.
hai cái này đậu, một cô là cô với biết thôi. Có bịch nè. Ba bịch. Đông quá. Còn đợi ba người khách mua về hết giờ luôn. Còn cây chú nào không hả? Có giò chú? Chú có giò hả? Cô chú anh chị ở gần khu vực này thì ghé buổi sáng ăn thử nha. 112 đường Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình, cô chú anh chị nằm gần chợ gần chợ Phạm Văn Hai nhé. Nếu đi đường Hoàng Văn Thụ quẹo vô đây chạy khoảng chừng 100 m. Có một người khách đợi không được. Đây không cho anh phải về thì em ba được rồi. Hai đây đủ có giò luôn. Hai đây một một cái cua với quýt thôi. Rồi để cô kêu một tô ăn cô chú chị có bạn. Đây Phương có kêu chị làm cho Phương một tô bánh canh cua này nha cô chú chị. Tô này 35.000 tại Phương kêu có giò luôn á. Trong này thấy có một cục chả nè ha. Đây một cục giò. Bên này cua dưới huyết nha cô chú chị. Đây thịt cua nè. Ai cũng thấy thịt cua chỉ để dưới nhiều lắm. Đây Phương lấy lên cho chú chị huyết nè ha. Đây cua nè. Đây cô chú chị. Cua khá là nhiều ha. Đây nữa nè. Cái này hình như thịt dẻ hay thịt cua cấm gì của chú chị. Đây thịt cua nha. Cái cọng bánh canh của nó rất là to. Tô này chỉ có 35.000 thôi. Thử miếng nước nha. Bỏ miếng ớt vô nó ăn cho nó thiệt cay ngon nha. Này, cái chỗ của chị ngồi bán trước nè. Bán đồng ghê. Cái miếng nó ngọt. Nó sợt sợt. Ai ăn đậm đà thì cho thêm nước mắm vô nha. Ở đây có cái hồ nước mắm nè. Nước mắm ớt. Thích chấm thì làm thêm một chén nước chấm. Bỏ vô đây ăn. Ở đây xài đũa bằng tre nha. Đũa này chắc biết xài lần bỏ hay là có đũa lên không. Cô thử một miếng cua nha cô chú chị. Đây. Thịt này giống thịt cua càng rấm rồi nha các bạn. Cá này ngon. Giá 35.000 mà có tuôn giò thì hợp lý. Rồi giật giá lên mà tăng nó tăng cái gì cũng lên với đồng tiền mất giá của chú chị. Này còn bánh canh nè. Cái này bột gạo khá là to. Ăn thử còn bánh canh cho nó dai. Nó mặn mặn, nó mềm mềm. Không có dai. Khá là ngon á. Cho thêm miếng nước mắm vô cho chị. Tại Phương ăn hơi đậm, hơi mặn á. Miếng nước mắm ớt vô. Rồi cái này chén thức chấm. Thử ăn miếng chả nha. Rất là ngon. Giò. Đây 6 giờ sáng là chị dọn bán rồi nha cô chú chị. Không biết chị có cho thêm Phương không, tôi thấy hai cục giò luôn. Một cục giò với một miếng thịt. Chấm miếng chấm. Này nước mắm nha, mắm ớt. Cô sáng mà làm tô này là đủ năng lượng rồi, đi làm được rồi cô chú chị. Tôi xin kết thúc video đây nha. Đang cho hết cái tô bánh canh này rồi đi làm nữa nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem video hay cho cô xin một like với một đăng ký nha. Rồi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.